đi xét nghiệm khám siêu âm sinh khiết thì ở bệnh viện nói là ung thư tuyến giáp bên bên phải. Em đi thử tinh trùng đầu chưa? Chưa. Em thử trứng chưa? Chưa luôn. Sau bữa nào em đi thử lần. Thầy cho em hỏi là ví dụ vấn đề sức khỏe vợ em bây giờ tình hình mà bị khối u gì á mà cũng giảm giảm bớt rồi thì tụi em có cái khả năng sinh sản được không? Dạ, trước tiên là cố gắng trong vòng 1 tháng thì giờ anh sẽ có kinh nguyệt trở lại. Dạ. Tại vì em cũng sợ là thấy vợ sức khỏe yếu á cả nhà, mình cũng thương vợ, mình cũng không có muốn vợ có bầu nên nhiều khán giả cứ hỏi với Thép hoài, khẳng định Thép cũng nói luôn cả nhà. Dạ. Thì để coi thử uống uống cho nó ổn ổn lại. Dạ. Rồi cũng cầu chúc em gặp nhiều sức, được nhiều sức khỏe. Dạ. Đầu khi mà mình nhận được cái tờ xét nghiệm của bệnh viện báo rằng là mình bị ung thư á, thì lúc đó mình cảm giác nó là một cái bản án mà giống như bản án tử á, kiểu nha, mình chỉ chờ ngày để bị bắn thôi, chờ ngày để như vậy thôi. Rất là suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà sau một thời gian á, khi mà mình tìm hiểu thì mình mới biết được là ung thư nó là một phản ứng của cơ thể của mình, nó báo hiệu là mình phải chăm lo lại cho cơ thể của mình. Cái việc mà ăn uống sinh hoạt của mình đang có vấn đề, cái tinh thần của mình đang có vấn đề, cho nên nó mới dẫn ra là cái các tế bào của mình nó bị thay đổi rồi nó tạo thành những cái khối u như vậy á. Cả nhà có biết là khi mà vợ Thép phát hiện ra bệnh ung thư, cả nhà biết làm gì không? Về ghi lại tất cả những mật khẩu YouTube, tất cả những cái gì tiền của em cho ai ghi lại cả nhà. Cắt trong cái xác bây giờ này còn Thép còn giữ đó mà. Sợ, nói chung là sợ ra đi không biết không biết ngày nào cả nhà. Nói ra xúc động quá cả nhà. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Phước Thiện thuộc xã Phước Sơn, thuộc huyện Ninh Phước của tỉnh Ninh Thuận. Ở video trước thì Thép cũng đã có chia sẻ với tất cả các khán giả là hoàn cảnh của anh Hải bị tuyến giáp, bị cũng giống như em á, bị ác tính cả nhà. Thì hoàn cảnh của anh Hải cũng khó khăn. Thì Thép mới tạo điều kiện cho anh ấy. Hôm nay Thép xin lên dẫn ảnh vào Tây Ninh để gặp ông thầy hút thuốc bắc uống, coi thử tình hình như thế nào. Nếu mà ông thầy thuốc bắc ông thấy có khả quan chữa trị được thì chữa. Còn nếu mà không thì mình sẽ chở ảnh đi lên bệnh viện trung tâm ung bú để khám coi thử có tình hình bác sĩ. Nếu mà chỉ định mổ thì mình sẽ tạo điều kiện cho anh nha. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ dẫn anh Hải đi gặp ông thầy thuốc bắc, với lại dẫn cái bé Tài là hôm bữa có thực hiện cái chương trình tìm lại giọng nói cho bé. Bé bị nói không được nhưng mà nghe được. Đang bé Tài đang ở xe, lát là Thép sẽ giới thiệu cho. Thì về chở hai hoàn cảnh đi. Bây giờ thì mình sẽ vào nhà anh Hải, dẫn anh Hải đi. Cả nhà mời cả nhà đồng hành cùng Thép nhé. Đây là nhà anh Hải này cả nhà. Ở video trước thì Thép cũng chia sẻ hai cái video rồi. Nhà ảnh ở giữa cánh đồng ruộng luôn, mà đất là đất của nhà nước. Hai vợ chồng khổ quá. Vô ở che cái nhà đất ở mười mấy năm nay rồi. Xài quá chừng vậy anh. Ở mười mấy năm nay cả nhà, chưa có đất cát gì hết. À nghe nói mẹ anh cho anh miếng đất mà chưa có tiền xây nhà. Anh Hải ơi. Chào anh. Vợ đi đâu rồi? Dạ. À, chào hai vợ chồng nha. Chào con trai. Chào chị. Hôm nay dẫn ba con đi, con có đi không con? Dạ. Đi với chú ơi. Dạ. Đi với chú ơi. Đi với chú kìa. Con còn đi học nữa. Đi học hơn nữa hả? Chiều đi học nữa hả? Anh chuẩn bị đồ chưa anh Hải? Mấy bộ đồ? 2 bộ. À lấy 2 bộ đủ á. Tại vì chở hai bệnh nhân là anh dư nhỏ kia nữa đi khám. Đi lấy đồ mình đi luôn, tranh thủ cả nhà,
Rồi xin giấy chuyển tuyến chưa? Xin rồi. À xin rồi hả? Dạ, đem giấy chứng minh với lại bảo hiểm rồi thôi chứ, với lại cái giấy chuyển viện thôi chứ hả? Rồi ok. Tại vì thì mình tới gặp ông thầy thuốc bắc thì ông không có cần giấy tờ gì. Nhưng mà nếu mà ông thầy thuốc bắc ông thấy là không khả quan á thì chuyển á, thì phải cần cái giấy chuyển tuyến đi 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 vào đó để cho nó thuận tiện hơn. Rồi qua đây con. Qua đây. Chị, em dạ. Chị chút xíu. Chị. Mới hộ chữ. Anh bị tuyến giáp đúng không? Vợ em cũng tuyến giáp. À. Bất bàn. Bữa nay hai người cũng bị tuyến giáp gặp nhau luôn cả nhà. Cũng ác tính luôn. Ác tính hay lành tính bây giờ nó cũng bình thường anh ơi. Anh cứ thả lỏng đầu óc là nó thành lành tính hết à. Bây giờ mình có lành tính là mình cái đầu óc mình căng thẳng nó cũng thành ác tính à. Đi ra. Đi ra. Em đi nha chị. Rồi con trai có muốn nói gì không con trai? Chúc cho ba đi. Dạ con chúc ba đi bình an. Đi bình an hả? Mau mau hết bệnh về cho con hả? Dạ. À cố gắng lên nha con trai nha. Rồi. Em con đâu rồi? Em đi học rồi. À em đi học rồi hả? Nói em là ba đi nha. Dạ. Ít bữa chú thép trở về nha. Dạ. Giỏi lắm nha. Ráng cố gắng ở nhà nấu cơm nó đồ. Biết nấu cơm không? Dạ. Biết. Bao nhiêu tuổi rồi? Con? 13. 13 tuổi nấu cơm đi chợ đi đồ được rồi. Khỏe rồi. Ngày xưa anh là cỡ này nè. Ra ruộng đồ. Bắt ốc bắt đồ. Hái cà giòn đồ. Khỏe lắm cả nhà. Mà cái cà nó lên tới đây nè. Mình núp ở dưới gốc á mình hái. Cỡ đây làm dữ lắm. Thôi cố gắng em đi nha. Em cỡ chồng em hết cho anh hay anh khác. Rồi ok, không có ai bắt chồng chị đâu mà chị lo. Dạ em đi nha chị. Rồi ok đi nha. Hy vọng là chuyến đi này cũng sẽ giúp anh Hải được có cái phương án để anh giúp anh trị bệnh cả nhà. Tại vì nhà anh có một mình anh trụ cột mà. Mà giờ anh bệnh là vợ một mình đi làm nuôi bốn miệng ăn trong nhà mà nhà cửa không có nữa cả nhà. Nhà bằng đất ở mười mấy năm rồi nè. Thôi cố gắng đi. Cầu trời sao cho anh vào đó gặp trúng thuốc rồi hết bệnh hết đồ để về làm ăn rồi nuôi vợ đứa con rồi nha. Bye bye. Vợ ra chơi. Đây giới thiệu với cả nhà một bé Tài. Tài ra con. Tài ra đây chú thép giới thiệu ơi. Cái gì cũng tài hết mà nói ổng không tài. Cái gì ảnh cũng tài hết á mà chỉ có nói anh không biết nói thôi cả nhà. Không miếng ơi, châm miếng ơi. Đó thấy không? Bên đây nữa. Bên đây nữa, mẹ có biết tài. Chị sinh năm mấy vậy chị? 93. Biết tài với con bé nào nữa? Tiến. À Tiến lớn hơn Tài hả? À. Ảnh hôm bữa là đi khám bệnh viện Nha Trang. Nhưng mà bệnh viện Nha Trang bác sĩ nói là ảnh bị chậm nói nhưng mà thép vẫn chưa có chắc ăn cả nhà. Hôm bữa có cái khán giả nhắn tin cho thép nói là có một cái bệnh viện nó chuyên khám về những cái bé mà không nói được ở trong Sài Gòn á. Thép muốn là hôm nay sẵn chuyến dẫn cái anh Hải đi khám bệnh này dẫn thêm em Tài nữa. Xem thử vào đó bệnh viện đó họ kết luận thì mình mới yên tâm được cả nhà. Sau này mình có đi khám bệnh rồi mình cứ nên đi thẳng vào Sài Gòn luôn. Đỡ mất thời gian cả nhà. Đi thẳng vào Sài Gòn luôn, bác sĩ họ kết luận mình yên tâm hơn nha. Đi nha con nha. Đi. Đây. Hy vọng là cả nhà hãy đồng hành cùng cái video này cùng với thép, hai vợ chồng thép với lại anh Hải, với lại với Tài, mẹ với Tài nha. Rồi cũng đừng quên để lại bình luận để cầu bình an may mắn đến với hai bệnh nhân này nha cả nhà. Bây giờ mời cả nhà hãy đồng hành cùng thép nha, đi thôi. Vô con. Đó. Đó. Rồi, ok. Ngồi sát cái mẹ nha con nha. Để sắp xếp chỗ rồi anh Hải vô luôn. À, rồi vô đi thôi cả nhà. Hiện tại giờ là 8 giờ đêm rồi cả nhà. Thép đi từ lúc 8 giờ sáng mà giờ 8 giờ đêm rồi 12 tiếng rồi. Sáng giờ một mình lái không mà chưa ngủ được chứ chưa có nghỉ giấc nào, chỉ có nghỉ ăn trưa lúc trưa thôi cả nhà. Ở dưới mệt chưa em? Em cũng hơi mệt. Hơi mệt hả? Anh mệt không anh? Anh mệt không anh? Còn chị mệt hả? Nói chung là bây giờ cái con mắt của thép là lái 12 tiếng không ngủ được một tí nào thì cái nhìn cái đèn á cả nhà, nhìn vô đèn xanh đèn đỏ là nó không thấy số luôn à, nó bị lú con mắt luôn. Nhưng mà tinh thần mình nó vẫn còn bình thường như cả nhà.
Nói chung là chở bệnh nhân rồi đi, mình cũng cố gắng chạy tập trung chút xíu cả nhà. Anh để em học lấy xe. Với lại tự nhiên thấy Mai được bà con được đi Mai khám bệnh rồi này kia, tinh thần mình cũng vui. Nên cảm giác không mệt. Chứ bình thường hỏi vợ thép lái mình, thép hay buồn ngủ lắm. Đúng rồi. Bữa nay mình ngồi 12 tiếng là thấy tỉnh veo, thấy không? Anh có còn em lái phụ không? Nãy giờ quên nói với cả nhà là thép đang ở đâu. Thành phố Tây Ninh, một trong những tỉnh mà thép đã tới đây là 3 năm rồi. Ngày xưa thép với vợ thép mới quen nhau thôi mà cùng nhau chinh phục núi Bà Đen ấy cả nhà. Núi Bà Đen thì nổi tiếng ở Tây Ninh rồi, cao nhất của tỉnh Tây Ninh, miền Nam chứ, đúng không? Đúng rồi. Ngọn núi cao nhất miền Nam bà đã chinh phục rồi nha. Còn ngọn núi cao nhất Phan Thiết là cũng đã chinh phục luôn. Rồi đoạn đường dài nhất Tà Nông Hoàng Dũng cũng đã chinh phục luôn rồi cả nhà. Điểm cực đông cũng đã chinh phục luôn rồi. Tính ra nói về chinh phục núi là cũng đi cũng nhiều núi rồi cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào đó ăn uống, rồi mình sẽ tới ngay cái chỗ thị trấn Trảng Bàng. Rồi mình sẽ kiếm một cái nhà nghỉ nào đó mình ngủ, mình ăn uống, rồi mai mình sẽ qua nhà ông thầy thuốc để bắt mạch, khám trước cho cái anh này, xong anh này xong rồi mới dẫn bé này lên thành phố khám cho bé này nữa cả nhà. Giờ này nó cũng hơi đói bụng rồi, giờ kiếm cái chỗ nào ăn uống nha. Còn 4 cây nữa là chúng ta sẽ tới cái chỗ khu vực khám bệnh. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái quán nào đó đặc sản của Tây Ninh, mời mấy anh em, với lại kiếm nhà nghỉ nha. Thép mới vừa vào cái trung tâm của thị xã Trảng Bàng cả nhà. Bây giờ mình đang tìm một có bánh canh bánh đồ thôi. Chắc... quán này cũng to nè anh. Cũng đặc sản cả nhà. Mình đi kiếm một cái quán nào đó mà ví dụ như ăn uống lẩu rồi này kia mình ăn cả nhà. Mà tìm nãy giờ không thấy. Với lại xem thử đặc sản Tây Ninh rồi mình vô mình chia sẻ với khán giả chút xíu. Kiếm không thấy, với lại kiếm nhà nghỉ luôn. Từ đây tới khám bệnh thì mai chắc đi khoảng cây số. Nãy mày đi ngang hai cái quán hả? Quán gì vậy? Quán bánh canh Trảng Bàng hả? À, bánh canh Trảng Bàng hả? Thịt nè, bánh tráng, thịt cuốn. Nhưng mà nó không biết người ta có bán cơm, bán lẩu được không ta? Chắc anh nghĩ bán bánh canh không á. Hình như có lẩu hay sao? Có cái quán này. Ốc này. Mà đều đông vậy ta. Bán đông mới ngon chứ. Đông mới ngon hả? Quán nào đông là quán đó ngon cả nha. Rồi giờ thì định quay vô quán đông nha. Hiện tại là thép đang có mặt tại thị xã Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh. Hiện tại giờ là mới ăn tối xong, giờ này là 9 giờ tối rồi cả nhà. Thì thép cũng có hẹn thầy thuốc là mai khám. Nhưng mà thầy thuốc nói nếu mà thép tới cái đêm thì ổng vẫn sắp xếp lịch để khám cho mình, để mai mình có đi công việc sớm cả nhà. Nếu được vậy càng tốt. Nếu mà bây giờ mình khám cho mình xong á, mai sáng mình nghỉ ngơi á. Rồi mai sáng mình nghỉ ngơi á, xong bắt đầu cái mai sáng mình chở đi khám sớm luôn. Cũng có lý á cả nhà. Mệt không con? Mệt không? Nó hiểu được mà nó đâu nói được. Mai dẫn này lên thành phố khám nè cả nhà. Còn cái anh kia thì nếu mà tạo điều kiện khám sớm thì khám. Thấy con? Ảnh với lại em khám luôn. Bắt mạch, thép bắt mạch luôn. Để coi. Ủa đây là khám bằng bắt mạch hả? Thuốc bắt mà. Nói chung mà về đông y hay tây y, bắc y cũng bắt. Thuốc bắt cả nhà. Nói chung là mình thử mình cũng biết được cả nhà. Chứ giờ bây giờ Xe Lu. Sao đây con? Có ba đây mà sợ gì? Ê. Vô mình khám rồi mình lấy thuốc mình uống coi thử như thế nào, tình hình ra sao. Nếu mà có tiến tiến tốt thì mình sẽ chia sẻ với tất cả khán giả nha. Thì thép biết là mỗi khi mà thép đi gặp mấy ông thầy thuốc á, đi lấy thuốc rồi uống á, nhiều khán giả họ xem video mình, họ cũng yêu mến, họ tin tưởng mình thì họ hay hỏi số điện thoại này kia để chia sẻ. Nhưng mà bây giờ mình trải nghiệm trước đi, nếu tốt mình chia sẻ cho. Bản thân gì cũng sẽ trải nghiệm để cho đưa ra những cái bằng kết quả xác thực cho cả nhà cùng biết. Mình dẫu biết là cái gì nó cũng tương đối thôi chứ không tuyệt đối. Ví dụ như thuốc thì nó phù hợp được 5-60%, 70-80%. Tùy theo cơ thể, bây giờ tùy theo thầy nữa nha cả nhà, chứ không phải là ông thầy nào cũng hết được nha cả nhà.
đi khám bệnh mà ông nào nói là tôi chữa được 100% thì bảo đảm là ông đâu khám không hết đâu cả nhà, cứ tin thép đi. Còn ông nào mà cứ nói ừ phải có xác suất ừ để thầy sẽ cố gắng đó mấy ông đó thì mình nên đi cả nhà. Thì thép cũng rất là có cảm tình với ông thầy này á, tại vì thầy cũng rất là khiêm tốn nha cả nhà. Đó, còn mà ông thầy nào mà gặp thép và nói là tôi chữa được 100% là ông thầy đó yên tâm đi cả nhà, thép không gặp lần thứ hai đâu. Bây giờ mình đang ngồi chờ nha cả nhà, mình không có tiện chia sẻ vị trí cũng như là không tiện chia sẻ số điện thoại, tại vì mình không phải quảng cáo, mình xin nhắc lại không phải quảng cáo, mình là đi trải nghiệm. Nếu mà ok có tuyến tuyển tốt với lại thầy mà có tâm thì mình sẽ chia sẻ miễn phí cho bà con luôn, chứ không phải là đi quảng cáo. Lỡ mình đi quay cửa tiệm rồi quay số điện thoại bà con lại hiểu là màn thép nó quảng cáo, cái đó lúc đó cũng áp lực cho mình lắm. Đi cho con, đi nghỉ lát đi khám bệnh, lát khám bệnh cho ông chú nha. Hiện tại là tối rồi nhưng mà thầy vẫn cho phép mình vào khám ưu tiên cả nhà, bởi vì mình đi xa mà anh ngồi để cho thầy khám. Nói chung là thép với thầy nói chuyện qua điện thoại lần đầu tiên gặp nhau luôn, chưa được bắt tay nhau cái nào bắt tay nhau. Dạ. Giờ đo huyết áp. Dạ, đo huyết áp trước anh. Anh biết sao không? Anh định đi mổ nhưng mà anh sợ mổ. Tại thấy mấy người mổ rồi người ta trụ không nổi á, anh sợ với lại nhà. Tại vì bây giờ thứ nhất á là anh có di căn rồi. Có di căn. Dạ. Là anh này anh đang di căn. Dạ, có di căn rồi. Bây giờ anh đau đầu đúng không? Anh đau đầu đang đi xe mà anh phải dừng xe lại để mua thuốc đau đầu cho anh uống luôn cả nhà. Công thức máu không có hả? Nhưng mà phải coi cái sự đáp ứng thuốc của bệnh nhân nè, tại vì mỗi người cơ địa đáp ứng thuốc khác nhau hết. Dạ. Dạ. Thì là anh Hòn anh bị di căn. Nhưng mà bây giờ ông thầy ông nói là uống được nhưng mà phải coi sự đáp ứng của thuốc. Có vẻ thầy rất khiêm tốn cả nhà. Thầy anh cứ yên tâm đi, thầy khiêm tốn vì là cảm thấy là rất là an tâm ở cả nhà. Dạ, vậy bây giờ em sẽ hốt cho anh một tháng thuốc ha. Dạ. Dạ, cái thuốc này phải được kết hợp với chế độ ăn nha. Dạ, một hồi em sẽ dặn chế độ ăn cho anh kỹ càng ha. Dạ. Ví dụ như là một tháng đó là, ví dụ nếu có kết quả thì bọn em có thể là gửi địa chỉ, anh gửi thuốc ra đó được không? Dạ được. Được không? Dạ. Vậy khỏi mất công mà thời gian đi tới lui em cả nhà. Nếu mà nó hợp đúng không? Dạ. Còn mà không hợp thì mình sẽ kiếm cách khác. Dạ. Dạ. Thì người ta thường nói là phước chủ mai thầy. Dạ. Thì cũng cầu mong cho anh hồi phục sức khỏe. Dạ. Anh cố gắng lên nha. Dạ. Mỗi người mà khác nhau hết. Có thể là người này hết mà người kia không hết cả nhà. Chứ mình đâu có đổ lỗi được cho hết người thầy đâu cả nhà. Đấy, bởi vì mình rất là thích tính cách của thầy, bởi vì thầy rất khiêm tốn. Còn mà đi khám bệnh mà cứ ông thầy nào nói tôi chữa hết 100% là thấy hầm mệt rồi. Cố gắng lên nha. Em đi xét nghiệm khám siêu âm sinh khiết thì ở bệnh viện nói là ung thư tuyến giáp bên phải. Nói là 20 mm tira 4. Em nhớ vậy. Rồi sau khi ăn thật dữ. Chứ lại lúc trước em thì hồi nhỏ là em có bị viêm gan siêu vi B. Sau đó cái lúc mà em phát hiện ra bị cái này thì em cũng có siêu âm gan, thì lúc đó gan em vẫn ở chế độ bình thường. Nhưng mà sau khi ăn thực dưỡng thì cái phần tuyến giáp của em á thì nó ổn hơn, nó nhỏ lại một chút. Hồi trước là 24, nó nhỏ lại còn 20. Rồi người ta không có kêu em mổ nữa mà kêu em phải theo dõi. Mà cái gan của em á bây giờ là hình như là bác sĩ nói là men gan nó cao hơn bình thường. Độ đàn hồi của gan là bao nhiêu em? Dạ em biết luôn. Định lượng virus của em là nhiêu? Hơi cao á. Bác sĩ nói vậy nhưng mà em không biết. Có định lượng luôn. Dạ. Chứ không phải men gan nha. Định lượng là em số có lượng virus trong người. Dạ em có định lượng xét nghiệm định lượng. Bác sĩ đó là phải uống thuốc. Vậy là đang uống tenofovir. Em không uống. Nhưng mà giờ em chưa uống. Rồi, không y vậy thôi. Uống thuốc, tập thể dục với thực dưỡng. Dạ, ba cái ha. Em tưởng là thực dưỡng là phải là lúc mới mệt chứ. Trong cái thực dưỡng á,
nó rất là nhiều trường phái. Nãy giờ vòng vòng 12 giờ đêm luôn cả nhà. 23 giờ 58 phút. Còn 2 phút nữa là đúng 12 giờ luôn. Cảm ơn thầy thuốc rất là nhiệt tình. Nãy giờ vòng vòng cũng mất rất là nhiều thời gian của thầy đó cả nhà. Tại vì canh đêm thì thầy không có làm đâu. Nhưng mà bây giờ mình ở xa quá thì thầy cũng rất là nhiệt tình tiếp hai vợ chồng với lại ảnh. Thì nói chung là ảnh bây giờ về cứ uống cho nó giải quyết cái vấn đề gan trước đi cả nhà. Sau khi mà gan được phục hồi ok hết thì mình mới điều trị được cái bệnh của ảnh nha cả nhà. Đây là thuốc nè. Tiền thuốc của ảnh thì 2 triệu rồi cả nhà. Nói chung là thuốc cũng rẻ cả nhà. Đây là số thuốc. Mình tưởng là thuốc nhiều tiền thì mình có thể trích trong quỹ ra. Nhưng mà vài ba triệu thì có gì em tài trợ cho nha. Anh đừng có lo nghĩ nha. Thế cũng đã hứa với ảnh là tất cả chi phí đi lại hoặc là thuốc anh uống suốt cái hành trình thuốc là mình sẽ, nếu ít thì mình có thể vài ba triệu mình có thể lo được thì mình tài trợ cho ảnh luôn. Khỏi mất công mình phiền phức tới Mạnh Thường Quân được coi nha. Còn ví dụ như dài 30 triệu hay đi mổ đi đồ 30-40 thì cái đó mình lo không nổi thì mình nhờ Mạnh Thường Quân họ giúp đỡ thêm. Bây giờ kiếm chỗ nào ngủ, mai sáng chở cái bé Tài đi vào bệnh viện khám cái lưỡi của nó lại cái nè. Rồi đóng lại. Ủa cái đóng chiếc xe chắc 12 giờ luôn quá. À, đúng 12 giờ luôn. Đúng không giờ không không. Cái video quay đúng 12 giờ luôn cả nhà. Thì kiếm chỗ nào ngủ mai mình tính tiếp nha. Đi. Rồi lên đi, em. Đi lên anh. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Đường số 165B Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận. Thép mới dẫn bé Tài đi vào bệnh viện khoa tâm lý tâm thần trẻ em. Trong đây là chuyên về khoa tâm lý của tâm thần của trẻ em cả nhà. Thì hôm bữa cũng có khán giả họ chia sẻ cho Thép hôm nay dẫn bé này mới vào khám. Nói chung vào đó bệnh viện người ta không cho quay nên mình cũng không có quay được cho cả nhà xem nha. Thì ngồi hai mẹ con ngồi đây Thép nói cho cả nhà hiểu như thế này. Hôm bữa bé Tài này Thép dẫn đi Nha Trang khám lưỡi, xem thử cái lưỡi nó có vấn đề gì mà nó nói được. Thì bác sĩ Nha Trang nói là lưỡi thắng nó bình thường, cái thắng lưỡi nó bình thường. Nhưng mà nó có cái là nó không nói được rồi, nó chậm nói, nó vẫn kêu ba với gọi được, mẹ nó nói không được. Thì về cái tâm lý của nó nãy giờ bác sĩ có hỏi rất kỹ ở đây, bác sĩ họ khám kỹ lắm. Họ hỏi mình sinh ra rồi có bệnh gì không, rồi trong quá trình mang thai rồi cái tâm lý của nó chơi với bạn, nó có đánh bạn hay không, như thế nào. Nhưng mà theo mình thấy là cái bé Tài nè ngồi nó không nói được thôi, chứ tất tần tật rất là thông minh luôn cả nhà. Nó rất là biết hiểu chuyện và biết điều luôn nha. Đó, phải không con, không biết ai. Đó, thấy không, ăn là uống rồi phải múc nước rồi đưa cho chú Thép đồ uống đàng hoàng lắm cả nhà. Rất là hiểu chuyện, một đứa nhỏ mà rất là hiểu chuyện, rất là ngoan. Con cái là không nói được, hay cười chơi với bạn đồ là không bao giờ đánh bạn đồ này kia đâu cả nhà. Thì bác sĩ kết luận là như thế này. Bác sĩ mới khuyên gia đình là về nhà không cần cho đi học lớp đặc biệt. Tại vì trong cái lớp đặc biệt là dành cho những người, cho những bé đặc biệt, cho những bé mà gọi là cái nó cái kiểu như nó bị tăng động mà kiểu như là nó không kiểm soát được bản thân nó. Còn con chị là nó đang nằm trong mức độ là nó kiểm soát được bản thân nó, nhưng nó không nói được, nó không đến mức độ là phải vào đó trường đó học, chị hiểu không? Chị về chị cho nó đi học mẫu giáo nè, chị nói chuyện với nó nhiều hơn nè, rồi cho nó đi chơi với bạn bè, rồi cho nó coi tivi rồi nhiều này kia để cho nó phát triển tư duy trí óc nó, rồi tập nó nói vài lời vài câu. Ví dụ như chị cầm mấy ca chị kêu ca, hay là ăn cơm chị kêu ăn cơm, chị nói gì cho nó quen à, cái đó là cái cơm, cái này là cái ca, cái này là cái ly, hiểu không? Chứ chị thấy nó là nó nói không được, nhưng cái tâm lý của mẹ thấy con nói không được thì thường là biết là nói không được rồi mình cũng không có quan tâm, không có dạy dỗ nó, thì nó sẽ không có hình thành cái thói quen trong đầu nữa cả nhà. Buổi sau ăn uống bất cứ cái gì, cái đó tên gì chị phải nói nó nha, nói cho nó hiểu được rồi từ từ nó nói mới được nha cả nhà. Bác sĩ chung đón chậm phát triển tâm thần không phân liệt, chậm phát triển tâm thần không phân liệt.
còn mà nó phân liệt là nó mệt đấy cả nhà. Thì hôm nay vào đây là một cái kết quả, phải nói là kết quả cuối cùng, thép cũng cảm thấy rất là nhẹ nhõm, tại vì bé nó cũng không thuộc phải là dạng nặng nhất cả nhà. Thì về nhà cố gắng nuôi dưỡng ấy lên nha, lên lắm. Ước mơ làm ca sĩ mà hát không được là sao làm ca sĩ được con, dễ thương lắm. Bye bye cô chú với con. Mi gió thấy chưa, đã không cả nhà, có được con này cưng lắm hết chưa. Bye bye. Đó, bây giờ mình về Ninh Thuận với con nha. Đi hôm qua giờ đuối hả con, mệt không, mệt không hả? Nghe chú thép hỏi này, con mệt không? Mệt thì gật đầu. Mệt không? Không, à không mệt, vẫn còn khỏe. À, dẫn mấy bé kia đi, nó khóc quá trời khóc bởi vì nhớ ba nhớ mẹ, còn bé này không khóc luôn. Rồi sáng ở hôm ở khách sạn đẹp không? Đẹp hơn ở nhà con không? Không hả? Đồ, khách sạn 3 sao mà nó kêu không đẹp trời. Đẹp không? Thôi bây giờ mình về Ninh Thuận cả nhà, mình chở anh Hoàng về Ninh Thuận chứ hôm qua giờ đi cũng hơi đuối rồi nha. Thì mời cả nhà là đồng hành hết cái video nha. Đi về Ninh Thuận rồi mình sẽ kết thúc video luôn đi. Bây giờ là chú thép kêu Tài mở cửa, mở cửa Tài. Mở cửa. Không bình lắm. Đó, thấy không? Thấy không? Đó, thấy không? Lên. Lên xe ngồi. Đó, thấy chưa cả nhà. Bài bản chỗ đó chưa? Chưa. Bỏ dép xuống anh ơi. Anh Tài bỏ dép xuống anh Tài ơi. Đây cả nhà chưa? Sau 8 tiếng di chuyển cả nhà, giờ này cũng tới Liên Sơn rồi. Vất vả quá, đi muốn bét con mắt luôn cả nhà. Về núi rồi đồng bào ơi. Chào con. Qua giờ đi mệt không con? Con mệt không? Vui không? Ngủ lắc đầu vậy trời. Sao? Sao ôm lại hả? Ôm lại hả? Không miếng nơi. Mệt không chị? Mệt hả? Đuối hả? Nhớ rừng không? Nhớ hả? Tùy thấy đi thành phố lâu lâu đi vui vui chứ ở đây quen rồi, nhớ rừng nhớ rễ cả nhà. Thôi bây giờ như thế này nè, về nhớ với lời bác sĩ dặn nha. Nha. Ăn uống cái gì cũng phải nói nó lại cái đó nó tên gì nha. Nha. Cầm cái ca uống nước rồi cũng phải hỏi, cũng phải nói nó là nó để nó biết được cái đó là cái ca. Ăn cơm cũng phải cho nó biết à cái món đó là kêu là cơm, từ từ nó sẽ biết nha. Làm xiên nha. Thôi bây giờ hai mẹ con về, thép chở ông anh kia xuống dưới này nữa. Bye bye con nha. Bye bye, hẹn gặp lại con nha. Về. Con về, bữa nào lên chơi. Nhỏ tội. Tới nhà rồi. Nhớ ba không con? Nhớ. Ba cái. Trời ơi đau quá. Ôi, ba đứa luôn hả? Cái đó hai. Nhớ ba lắm hả? Dạ, vô con. Đi có 2 ngày mà nhớ. Nhớ. Đi có 2 ngày mà anh nhớ ba rồi cả nhà. Rồi đi 2 ngày rồi nhớ chồng không chị? Dạ, nhớ chứ. Nhớ chứ hả? Ở nhà kêu bằng anh hay là kêu bằng ông? Dạ, có lúc kêu anh, có lúc kêu ông. Có lúc kêu ông hả? Kêu bằng anh cho nó tình cảm. Ô đây sáng nha hả? Sáng với cả nhà. Nhìn cái cảnh này nhớ lại ngày xưa nhà mình. Nhà em ngày xưa cũng có cây có cối như này, ngủ như này mát không? Đã lâu không rồi chúng ta cũng chưa có ngày xưa là nhà ở chuồng dê chuồng cừu không mà cả nhà ơi, với lại cũng có cây xài như vậy nè, để lấy mấy bàn ghế đá rồi để giường ở đêm ngủ rồi cả nhà. Chồng chị á thì bác sĩ nói thầy thuốc dặn là về uống thuốc nửa tháng. Thì hiện tại là gan đang có vấn đề về nóng gan, thì cơ bản là mình phải làm cho gan nó mát xong rồi mình mới trị được bệnh. Thì nửa tháng, bây giờ đang hốt nửa tháng uống. Uống nửa tháng, uống khoảng 12-13 ngày thôi. Rồi mình sẽ gọi mình báo cáo với thầy. Để thầy có gì thay đổi thuốc thì ông sẽ gửi từ đó, gửi về đây thì mất hết 2-3 ngày rồi. Chứ đừng có đợi uống hết rồi mình thông báo là khi mà mình uống mình mất hết 2-3 ngày là nó gián đoạn nha. Uống khoảng 11-12 ngày thôi là mình cảm nhận được cái gì trong người mình thì báo với thầy. Thay đổi như thế nào thì báo. Còn về tiền thuốc của anh Hải thì 15 ngày thì 2 triệu.
nói chung cái đó mình tài trợ được cả nhà. Còn số tiền nhiều, ví dụ như mổ được vài ba chục triệu á, thì mình cũng nhờ Mạnh Thường Quân đồng hành. Nhưng mà ca này thì mình tài trợ được. Còn ca của bé người đồng bào rất lây mình cũng tài trợ 100% chi phí luôn cả nhà. Ăn uống đi lại thuốc khám rồi này kia. Thì cố gắng lên nha. Có gì mà hết thuốc chị cứ báo với thầy, thầy gửi em sẽ là người tài trợ chuyển khoản trả cho thầy nha. Hai vợ chồng đừng có lo nha. Thì nói chung là cuộc sống mà đôi lúc nó cũng có khó khăn, em chỉ giúp hai vợ chồng lúc ngặt thôi. Còn cuộc sống mưu sinh rồi thì ai cũng có lúc khó khăn, hai vợ chồng cố gắng lên nha. Nha anh Hải nha. Có gì em sẽ tiền thuốc tiền đồ em tài trợ cho nha. Cảm ơn hai trước tiên cảm ơn hai chồng của chú Thiếp, sau nữa là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho hai chồng. Hai chồng cũng có lời hơn chúc hai chồng chú Thiếp và Mạnh Thường Quân luôn luôn mạnh khỏe. Mấy con ráng cố gắng nha mấy con nha, con trai chứ con gái nha, giỏi nha, phụ ba mẹ, động viên ba mẹ rồi mấy con nha. Khán giả xem những video của Thiếp thì khán giả cũng đã biết rồi, Thiếp chia sẻ rất là nhiều bệnh nhân, bệnh nhẹ cũng có, nặng cũng có cả nhà. Và đa số là những cái bệnh nhân mà mắc bệnh ca là ung thư á, thì đa số họ sẽ có những cái tâm lý kiểu như là người ta nghĩ là à bây giờ tôi bị ung thư rồi, chắc tôi gần chết rồi. Thì 10 người sẽ có 9 người họ sẽ nghĩ vậy. Đâu đó có một người thì họ lạc quan yêu đời, thì họ vượt qua cái căn bệnh ca. Khi mà chúng ta nghe tới bệnh ca thì tự nhiên cái tinh thần suy sụp hết luôn cả nhà. Đó thì Thiếp rất là nhiều video, Thiếp cũng đã chia sẻ rất là chia sẻ rất là nhiều cái người bệnh nhân bị ung thư, nhưng mà người ta thậm chí không cần uống thuốc luôn người ta vẫn hết bệnh ung thư. Bởi vì Thiếp nói là cái tinh thần nó rất là quan trọng cả nhà. Cái tinh thần nó là chiếm tỷ lệ hết 50%. Nếu mà chúng ta muốn chiến thắng cái căn bệnh ung thư. Mà khán giả đừng có nghĩ là cái bệnh ung thư là đáng sợ nha cả nhà. Thật ra nó không đáng sợ đâu. Cái bệnh ung thư nó là một trong những bệnh giúp cho cái nó, mình cứ nghĩ nó là cái một cái gì đó thì vợ Thiếp sẽ nói. Tại vì vợ Thiếp là người đã là một người đang bệnh ung thư thì sẽ nói ra cái câu chuyện nó sẽ hay hơn Thiếp nha. Thiếp chỉ là người kế bên cảm nhận thôi. Để mời vợ Thiếp. Thiệt ra lúc đầu khi mà mình nhận được cái tờ xét nghiệm của bệnh viện báo rằng là mình bị ung thư á, thì lúc đó mình cảm giác nó là một cái bản án mà giống như bản án tử á kiểu nha. Mình chỉ chờ ngày để bị bắn thôi, chờ ngày để như vậy thôi. Rất là suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà sau một thời gian á, khi mà mình tìm hiểu thì mình mới biết được là ung thư nó là một phản ứng của cơ thể của mình, nó báo hiệu là mình phải chăm lo lại cho cơ thể của mình. Cái việc mà ăn uống sinh hoạt của mình đang có vấn đề, cái tinh thần của mình đang có vấn đề, cho nên nó mới dẫn ra là các tế bào của mình nó bị thay đổi, rồi nó tạo thành những cái khối u như vậy á. Cho nên là ung thư thì nó cũng không có đáng sợ đâu, nó vẫn có thể chữa được. Nên cả nhà có rất là nhiều cách để chữa được, miễn sao mà mình phải giữ được cái tinh thần mình thật là thoải mái, thật là lạc quan. Nếu như mà mình đang có bệnh nha, mà tinh thần của mình cộng với tinh thần của mình suy sụp á, thì mình sẽ xuống sức rất là nhanh luôn. Còn khi mà mình duy trì được cái tinh thần ổn định, mình thoải mái với cái căn bệnh của mình, mình tìm hiểu hơn nhiều hơn về sức khỏe của mình, tìm hiểu hơn nhiều hơn về kiến thức của căn bệnh của mình, thì tự nhiên dần dần mình cảm giác là ung thư nó cũng giống như những bệnh khác thôi. Nó là một dấu hiệu cảnh báo là mình có vấn đề về sức khỏe. Chẳng qua là mình phải kỹ hơn so với những bệnh khác, mình ăn uống kỹ hơn, mình phải luyện tập vận động nhiều hơn để mà mình nâng cao sức khỏe của mình, nâng cao đề kháng của mình để mình vượt qua. Nói chung là trong giai đoạn mà từ lúc mà mình nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện á, đến khi mà mình có những cái tinh thần lạc quan, thì nó cũng trải qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn đen tối của cuộc đời á. Một năm á cả nhà. Đối với ai không Thiếp không biết, nhưng mà đối với vợ Thiếp là một năm ở với một người chồng mà đã từng giúp đỡ rất là nhiều bệnh nhân và đã từng dùng cái ý chí của mình để trao truyền cho những bệnh nhân. Nhưng mà một năm, cả nhà thấy không,
Còn cái người nào mà ở bên một người chồng hay người vợ nào đó mà họ không biết động viên mình á, kiểu như họ thấy vợ mình bệnh, họ thấy chồng mình bệnh, họ kiểu hơi như họ có cái tâm lý sao chắc bỏ ông này hay bỏ bà này đi lấy chồng mới này, cái đó càng nhanh đi nữa đó. Bởi vì thép là cái một người, một trong những người mà hàng ngày tiếp xúc với rất là nhiều bệnh ca nha cả nhà, thì thép cũng chia sẻ là cô phải cố gắng lên tinh thần, phải lạc quan yêu đời lên mới vượt qua bệnh ca được. Mà mất phải một năm vợ thép mới ổn định tinh thần lại. Bây giờ coi như bệnh ung thư đó, nó y như là trò chơi vậy, nó không thành vấn đề hả cả nhà. Mặc dù bây giờ vẫn còn trong người nhưng mà cứ coi như nó không có vậy đó. Đó, y như bệnh cảm thông thường đó, mình cứ coi như vậy là mình. Còn bữa nào mà buồn buồn nha, tự nhiên thấy cái cổ nó đau đau. Đúng rồi. Ủa sao bữa nay cổ em đau vậy ta? Là cái bữa đó là biết là trong người có vấn đề đó. Mỗi lần mà tức giận hay là có buồn hay là kiểu như áp lực mọi thứ đó, thì tự nhiên mà cảm giác được là cái chỗ đó của mình nó có vấn đề, nó đau đau. Cả nhà có biết là khi mà vợ thép phát hiện ra bệnh ung thư, cả nhà biết làm gì không? Về ghi lại tất cả những mật khẩu YouTube, tất cả những cái gì tiền của em cho ai ghi lại cả nhà. Cất trong cái xác bây giờ này còn thép còn giữ đó mà. Sợ, nói chung là sợ ra đi không biết không biết ngày nào cả nhà. Nói ra xúc động quá cả nhà. Cái giai đoạn mà Nhi phát hiện ra là lúc đó mình 29 tuổi, bây giờ thì 30 rồi. Thì nói chung là vừa áp lực về sức về bản thân mình mà vừa áp lực về cho phía bên anh thép nữa. Tại vì hai đứa cũng mới cưới nhau có hơn một năm thôi, con cái thì cũng chưa có, sự nghiệp cũng đang trong cái đà mới chớm nở được một chút xíu. Cũng có rất là nhiều, hai đứa có rất là nhiều thứ mà cần phải làm trong tương lai, cũng có nhiều dự định nữa. Nhưng mà tự nhiên mình thấy mình bị bệnh như vậy, giống như là mình không còn làm được gì nữa hết. Cái tự nhiên lúc đó mình bỏ học luôn nè, mình đang học tiếng Anh mình cũng bỏ luôn. Mình cũng nghĩ đến việc là nghỉ làm YouTube rồi nghỉ bán hàng. Mình muốn bỏ lên rẫy, lúc đó như bàn với anh thép là chắc là em bỏ lên rẫy em ở một mình cho nó thoải mái một thời gian, hoặc là lúc đó em lên rẫy để cho em khỏi phải suy nghĩ những cái xung quanh, khỏi phải suy nghĩ bệnh tật, khỏi phải bị áp lực của mọi người xung quanh nữa. Nhưng mà anh thép không, kiểu lúc đó mình đang trong đà trong làm việc mà anh thép không thể nào mà bỏ như lên rẫy một mình được, anh thép còn nhiều công việc khác nữa, nên là hai đứa cứ động viên nhau cứ trong vòng một năm đó. Lúc đó thép muốn bỏ hết tất cả luôn kìa nhà, không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh vợ mình chăm sóc rồi này kia thôi, không muốn giúp đỡ ai hết cả nhà. Tại vì vợ mình đang bệnh mà bây giờ mình làm thì có tinh thần để giúp đỡ người khác cả nhà cứ suy nghĩ ấy. Thì lúc đó mình suy nghĩ rất là nhiều luôn, xong cái trong cái quá trình suy nghĩ là mình còn những người anh em theo mình 10 người rồi, tiền đó họ sống cả nhà. Nếu mình nói thẳng là nếu mà mình bỏ mình không làm nữa mình vẫn sống được đấy. Còn những người anh em theo mình cả chục người, là chẳng lẽ người đi về ông này về làm công việc của ông này, ông kia là làm công việc 10 người cả nhà, thì thép mới suy nghĩ là thôi mình phải cố gắng hết sức luôn cả nhà. Mình khuyên vợ mình hãy cố gắng bình tĩnh lại, làm thì vẫn làm, bệnh thì vẫn bệnh, con người sống sinh ra trên trái đất này ai cũng có bệnh đó, cả nhà cứ nghe thép đi. Bây giờ chẳng qua mình không biết thôi, chứ mình đi khám bệnh ra người thì bệnh này người thì bệnh kia, không có ai mà tránh nổi cái sinh lão bệnh tử hết đấy cả nhà. Bởi vì cả nhà cố gắng lên nha, cố gắng lên nha. Với lại khi mà em tham gia có thiền về, em mới hiểu được một cái là mọi thứ ở trên đời này là sẽ có sinh lão bệnh tử, quy luật nó sẽ có thể người đến nhanh hơn, có người đến chậm hơn, và mình phải chấp nhận với nó, chấp nhận sự thật. Chủ yếu là trong giai đoạn mình còn sống á, mình làm được cái gì, mình làm gì, cái gì cho bản thân, mình học được cái gì, hoặc là mình giúp ích được cái gì cho xã hội, thì mình nếu như mà mình tận dụng hết cái thời gian mình để sống, để mình cống hiến vậy đó cả nhà. Với là có một điều nữa, khi mà các anh chị cô chú mà có vấn đề sức khỏe như các bị ung thư á, thì mình phải lưu ý về cái chế độ ăn uống của mình nha. Mình phải tự tìm hiểu một chút về chế độ ăn uống, chứ đừng có phụ thuộc hết hoàn toàn vào kiểu người này nói cái gì, người này nói cái kia. Đúng là mình bị bệnh thì phước chủ may thầy, mình phải đi tìm người này tìm người kia, nhưng mà mình phải tự tìm hiểu, tự nghiên cứu để tự mình có thể là thầy thuốc của bản thân mình để chữa bệnh. Và thức ăn hàng ngày của mình sẽ trở thành thuốc của mình để mình ăn uống. Tại vì khi mà mình tìm hiểu thì cũng có rất là nhiều người, người ta khỏi bệnh nhờ chỉ là ăn uống đúng cách thôi.
chứ không cần trải qua các giai đoạn mổ xẻ hoặc là uống thuốc liên miên đâu. Nãy giờ hai vợ chồng em chia sẻ, chị có hiểu phần nào không? Dạ, có hiểu. Chị có hiểu đơn giản thuốc nó vào trong người mình, nó hỗ trợ mình 50-50 thôi. Ăn nó 50 nữa, và tinh thần nữa. Tinh thần với ăn uống là 50%. Đấy, chứ hiểu đơn giản đi cả nhà. Vậy cho nó ấy. Tại vì cơ bản là ngày xưa chị thấy là cách đây 50 năm về trước không? Ông bà tổ tiên mình sống tầng 90-100 tuổi không à. Mà tự nhiên cái dần cái tầng lớp bây giờ 30-40 ung thư không? Là do ở đâu? Do miệng cả nhà. Ăn đồ độc tố rồi những cái thuốc bảo vệ thực vật rồi này kia, rồi chất bảo quản thì nó gây ra ung thư thôi cả nhà. Đơn giản là do ăn thôi. Còn bây giờ mình đã biết mình bị ung thư thì hạn chế 90% là đừng đưa hóa chất vào người. Đấy, ví dụ như bó rau mình ra chợ mình mua mình không biết nó xuất xứ từ đâu, thì thay vì đất mình mua về mình trồng, mình không xịt thuốc, rồi nước uống nó xuất từ đâu, mình phải kiểm soát được cái đầu ăn uống của mình. Mình không đưa chất độc vào người thì từ từ những chất dơ á, nó đẩy ra ngoài và chất độc sẽ không đưa vào người nữa. Thì từ từ máu mình sạch, và máu sạch thì hết bệnh. Cơ bản như vậy thôi cả nhà. Mà nói thì nhiều người hiểu, nhiều người thì nói sao nói chuyện nó hơi phi lý, nhưng mà thật sự ra vợ Thép là một trong những minh chứng mà Thép thấy. Trong vòng khoảng 3 tháng không đưa chất độc vào người, chỉ là ấy thôi, ăn uống mà không dùng thuốc, mà đỡ được 70-80% thì cả nhà tự hiểu. Mà quan trọng là cái cách mình làm có đúng hay không, với lại tinh thần nữa nha. Đó thì hai vợ chồng Thép cũng có một cái nỗi niềm mà phải nói là để rất là lâu trong lòng, cả năm rồi các nhà. Hôm bữa đăng cái video kia xui bị YouTube nó xóa, nên hôm nay cũng muốn làm cái video này để bày tỏ, để gửi gắm những cái anh chị mà đang bệnh ca và tất cả những bệnh khác. Đừng có buồn nha, cố gắng lên. Có gì cần thì cứ alo cho em nha. Về gia đình chị thì hiện tại đang rất khó khăn, nhà gần sụp luôn á cả nhà. Nhà gần xiên sụp luôn, Thép thật sự muốn giúp họ một cái căn nhà. Nhưng mà bây giờ là em đang xây ngôi nhà số 6, nó đang thiếu tiền. Sau khi mà xong hoàn thành xong ngôi nhà số 6 á, thì em xem thử cái nguồn hỗ trợ Mạnh Thường Quân họ có chung tay thêm á, thì em sẽ cố gắng, chứ em không dám hứa. Nên hai vợ chồng cũng đừng có kỳ vọng nhiều nha. Tới đâu nó hay tới đó, mình giúp đỡ nhau, mình gặp nhau là cái duyên hết nha cả nhà nha. Đó. Dạ, mẹ nói là cái gì? Anh vợ chồng anh chị là giúp em bệnh đau là em rất là mừng. Dạ. Dạ, mừng rất là nhiều. Còn nhà cửa thì em cũng cần, nhưng mà cái bệnh của chồng em thì em cần hơn. Dạ. Tại thế thì em cũng cảm ơn vợ chồng anh rất là nhiều. Đã giúp vợ chồng em trong cái lúc em khó khăn này, em cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe mình, phải tập trung nha. À, mấy con, nãy giờ cô chú nói gì mấy con có hiểu cái phần nào không? Dạ, con hiểu. À, hiểu hả? Hiểu nhiều hay hiểu ít? Còn con có hiểu không con gái? À, hiểu chút xíu là được rồi, không cần hiểu nhiều đâu. À, cố gắng lên nha. À, Thép cũng rất là cảm ơn tất cả khán giả đã bỏ thời gian quý báu của mình cùng đồng hành với Thép 2 ngày qua nha, 2 ngày 2 đêm. Chúng ta di chuyển rất là xa luôn, đi với về đi hết là 12 tiếng, về 12 tiếng đó cả nhà. Đấy, bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người.